À, dạ xin kính chào quý anh chị ạ. Em tên là Đình. Xin kính chúc cô chú anh chị có một ngày đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc và thành công trên mọi công việc ạ. Thì cũng như thường lệ các cái buổi tối hàng ngày, tụi em có làm các cái video để giới thiệu đến cô chú anh chị các loại phong lan rừng. Thì cái khung giờ cố định của bọn em là 7:30 đến 8 giờ tối hàng ngày. Thì nếu mà anh em họ đưa hàng về sớm ấy, thì tụi em đưa lên 7:30. Còn nếu mà anh em về muộn thì tụi em có thể đưa lên cái khung giờ 8 giờ hoặc là 8 giờ hơn xíu ạ. À, thì hôm nay thì bao gồm cả các cái mặt hàng như là kiều cam này, cái loại này cái thân vuông, tuy nhiên là vuông không chắc cạnh ạ. Thì cô chú anh chị cái loại này cô chú anh chị về cũng có thể số ra cái kiều mở gà. Tiếp theo là kiều cánh tua này. Kiều cánh tua thì các cái mặt hàng nhà em thì tụi em đã cắt tỉa sạch sẽ cô chú anh chị. Nói chung là cô chú anh chị đặt hàng thì một phần thì đáng một phần, một cái đáng một cái luôn. Nói chung cũng về của chúng chị cũng không phải cắt tỉa nhiều, bởi vì cái loại này thì tụi em đã xử lý qua hết rồi. Tiếp theo là hoàng thảo long nhãn, tiếp theo là cái địa lan hạt đỉnh vàng, hôm nay tụi em thanh lý với giá 40.000 1 kg. Tiếp theo là các cái gói combo bao gồm cả ba loại, một là giáng hương tam màu sắc, hoàng thảo long nhãn và tiêu hoàng đỏ, hay còn gọi là giáng thu, tầm cỡ 8-9 cây gì đó. Thì gói combo này tụi em bán với giá 200.000 ạ. Tiếp theo là có một phần hoàng thảo tam màu sắc. Thì cái loại này hoa to và đặc biệt là rất là lâu tàn. Cái loại này hoa màu tím, một phần duy nhất thôi, 70.000. Tiếp theo là có cái phần lan rau mực hoặc là hàm lăng á. Nói chung là hai cái loại này tụi em cũng khó xác định bởi vì rất là giống. Và một một khóm lan gì nói chung là tụi em cũng chưa nhớ ra cái tên. Nói chung là một phần này tụi em cũng bán với giá 8.000 thôi, một phần hết như đây ạ. Thì cô chú anh chị liên hệ đặt hàng qua cái đầu số điện thoại là 0973 821 799, hoặc là cô chú anh chị cũng có thể là kết bạn qua Zalo số này hoặc là Facebook. Cô chú anh chị cứ tìm cái tên Zalo hoặc là Facebook cái số điện thoại trên á, thì nó sẽ hiện ra tên là Võ Văn Định ạ. Thì bên em có gửi hàng đi toàn quốc qua đường bưu điện. Cô chú anh chị hàng đến á thì cũng mong cô chú anh chị kiểm hàng trước khi thanh toán, để xem từ các cái mặt hàng mình đặt có đúng hay không và có hư hỏng hay không. Nếu mà hư hỏng thì cô chú anh chị từ chối nhận hàng ạ. Nói chung tụi em cũng rất là vui vẻ. Nói chung cái này thì tụi em cũng trao đổi rất là nhiều lần với cô chú anh chị. Thì tụi em cũng ví dụ như cô chú anh chị đợi trên các cái phiếu tụi em gửi á, thì cô chú anh chị đặt cái loại gì ạ, tụi em sẽ mở ngoặc ra. Ví dụ cô chú đặt hình kiều vàng hay kiều cam, và số 1 của tụi em sẽ liệt kê ra. Cô chú chị có thể đọc trên cái phiếu đó. Đôi khi cô chú chị đặt 3-4 ngày thì hàng đến, thì đôi khi cô chú chị cũng quên, thì tụi em có liệt kê cái số hàng của chú chị đặt. Cô chú chị căn cứ vào đó và kiểm tra cái số hàng thì cô chú chị nhận. Thì đầu tiên tụi em giới thiệu cái phần kiều cam trước. Thì cái loại này như như lúc nãy tụi em đã mô tả thì thân vuông, tuy nhiên là vuông nó không có sắc cạnh của chú chị này. Ví dụ cái thân này này, thân vuông này, tuy nhiên vuông nó không có sắc như giống như kiều vuông. Thì cái loại này cũng có khả năng số ra cái kiều mở ra, tuy nhiên thì cái xác suất nó thật sự rất là ít của chú chị ạ. Nói chung là tóm lại thì cô chú chị xác định là cái kiều cam là trước hết ạ. Thì con số 1 250.000. Thì một phần thế này, nói chung tụi em đã chọn lọc các cái phần các cái dê nó đều như nhau hết. Có chúng chị về trong được bột chậu hay bột giò thì nó đều đồng đều nhau, nó đẹp, nó thẩm mỹ hơn. Ví dụ phần số 1 là 250.000 gồm có này, một dê này. Tiếp theo là hai dê này, hai dê thứ hai này và dê số 3 này. Gồm có ba dê thế này. Nói chung là một phần thế này tụi em đã cắt tỉa sạch sẽ, cô chú chị có thể để ý cái phần rễ và các dụng gãy dập anh em vận chuyển về nó gãy dập tụi em đã cắt tỉa hết rồi. Nói chung là tụi em đã làm nói chung bài bản cho cô chú chị. Thì phần số 1 này với giá 250.000. Thì một phần thế này còn có 3 dê. Kích cỡ thì cô chú chị có thể để ý so với cái bàn tay của tụi em để so sánh cái chiều dài hay ngắn, to hay nhỏ. Tiếp theo là phần số 2 này. Phần số 2 là 120.000. Thì một phần thế này 120.000 của chú chị ạ. Cái phần này thì cái loại là ngắn hơn, kích cỡ thế này. Gồm có một dê này, một dê này, hai dê, ba dê và bốn dê. Bốn dê dê này tương đối đẹp. Bốn dê thì cái phần một phần số 1 này, số 2 này với giá là 120.000. Tiếp theo là phần số 3. Thì phần này là 120.000. 120.000 ạ. Số
3 thì một phần thế này là 120.000, thì tụi em cũng sẽ quay kỹ từng dề, 1 này, 2 dề này, 2 dề này, 3 dề này, 4 dề này, 4 dề này. Thì số 3 4 dề với giá 120.000. Tiếp theo là phần số 4, thì phần này 130.000, số 4 130.000, cũng gồm có một phần thế này. Các cây nó đều đồng đều như nhau hết. Gồm có một dề này, một dề rất rất đẹp này, 2 dề, 3 dề, 3 dề, 4 dề, 5 dề, và 6 dề thế này. 6 dề thế này, kích cỡ nó tương đối nó dài, nó đồng đều với nhau, 130.000. 4. Tiếp theo là phần số 5. Thì phần này 140.000. Số 5 140.000, gồm một phần thế này. 140.000, kích cỡ gồm có một dề, 2 dề. 2 dề thế này. Là 140.000 số 5 ạ. Tiếp theo là phần số 6. Thì phần này là 120.000. Thì một phần thế này, 120.000, kích cỡ thế này. Và gồm có một dề, 2 dề, 3 dề, 4 dề, 5 dề, 6 dề và 7 dề, 7, 8 dề. Nói chung cái phần này là 2 dề. Thì một phần thế này là 120.000 ạ, số 6 ạ. Tiếp theo là kiểu cánh tua. Thì cái loại này rất là sai hoa con gì ạ, và hoa nó đẹp nữa. Số 1 này, nguyên dề 110.000. 110.000 nguyên dề này ạ. Cô chú chị cũng có thể đợi cái bộ đồ tụi em làm rất là gọn gàng, và cái giặt của em là các tỉa sạch sẽ rồi. Còn số 1 là 110.000 ạ. Kiểu quần tua. Tiếp theo kiểu quần tua phần số 2. Số 2 là 120.000. Cũng nguyên một dề. Nguyên dề này 120.000. Số 2. Tiếp theo là kiểu quần tua phần số 3. Số 3 là 120.000. Số 3 là 120.000. Thật sự với con chú chị là anh em họ mới đem về, cho nên là cây thì rất là xanh và tươi. Phần số 2 này, số 3 này là 120.000. Tiếp theo là phần số 4. Phần số 4 là cũng 120.000. Số 4 120.000 nè. Phần số 4 một phần này. Để kích cỡ nó đồng đều với nhau hết. Gồm có 1 dề này, 2 dề và 3 dề này. 3 dề nó đồng đều với nhau. Cô chú anh chị nếu mà ngại thì ghép nhiều dề thì thật sự nó đồng đều như thế này, thì cô chú anh chị cũng có thể ghép một chậu nó đẹp. Phần số 3 này là 120.000. Tiếp theo là phần phần số 4 ạ, phần vừa rồi là phần số 4 120.000. Tiếp theo là phần số 5 là 140.000. Gồm có 2 dề rất là khỏe. Tuy nhiên nhìn nó cũng không đẹp mắt, tuy nhiên hai dề này to và khỏe hơn các dề kia. Một này, hai dề này, hai dề này, dề thứ hai này cũng rất to này, hai dề này 140.000. Số 5. Tiếp theo là kiều cánh tua phần số 6. Thì phần này là 120.000, số 6 gồm có một phần thế này là 120.000, gồm có một dề này, hai dề này, 3 dề và 4 dề. 4 dề thế này. Còn 4 dề thế này là 120.000 số 6 kiểu quấn tua. Tiếp theo là kiểu quấn tua phần số 7. Thì phần này cũng 120.000. Gồm phần này thì nó ngắn, kích cỡ nó ngắn hơn. Gồm có 1 dề này. 1 dề này. Và 2 dề này. 2 dề này 120.000. Số 7 á. Tiếp theo là kiểu quấn tua phần số 8. Thì phần này là 80.000 rồi. 80.000 một phần thế này. 80.000. Gồm có 1 dề này. 2 dề. 3 dề. Dề này nó dính với một cây hoàn thảo tam sắc. Tiếp theo này. Nói chung là một phần thế này. Với giá là 80.000, số 8. Tiếp theo là phần số 9. Phần số 9 thì nhiều dề nhỏ hơn. Thì 110.000 thì một phần rất là nhiều thế này. 110.000 thì bao gồm cả này. Một dề này, dề thì to tuy nhiên thì nó ít thân. Một dề này, hai dề này, ba này, bốn, năm này, sáu này,
Nói chung là các cái giờ thế này, nói chung tụi em cũng không có tiện đếm từng giờ vì mất thời gian của chúng chị ạ. Nói chung là một phần rất nhiều thế này. Kiểu quần tua là số 9 110.000. Tiếp theo là em chuyển qua cái phần hoàng thái long nhãn. Thì phần số 1 130.000. Hoàng thái long nhãn thì cái màu hoa màu vàng của chúng chị ạ. Và trong cái mắt nó có màu cái mắt mắt màu nâu nâu đen á. Loại này hoa tương đối nó đẹp. Thì số 1 là 130.000. Thì tình trạng cây thì rất là xanh và tươi. Cái loại này thật sự với con chị là cái lá mỏng. Nếu mà vận chuyển đi xa thì cũng có thể nó héo hay nó vàng. Tuy nhiên thì anh em họ mới thu hái về cho nên là lá cũng rất là tươi. Nếu mà cái loại này vận chuyển đến cô chú chị nó héo chút cũng mong cô chú chị hết sức thông cảm ạ, bởi vì loại lá mỏng, cái loại là cho vận chuyển thôi. Phần số 1 130.000 gồm có một dề này. Hai dề này. Hai dề này rất đẹp của chúng chị này. Ba dề. Ba dề nó kích cỡ nó đều như nhau. Số 1 là 130.000. Hoàng thái long nhãn. Tiếp theo là hoàng thái long nhãn phần số 2 cũng 130.000 ạ. Bao gồm có một dề này. Hai dề. Ba dề. Và bốn dề. Bốn dề đều như nhau thế này. Số 2 với giá là 130.000 hoàng thái long nhãn. Tiếp theo là hoàng thái long nhãn phần số 3. Phần này là 120.000 thôi, 120.000 kích cỡ như thế này. Và một phần thế này là 120.000. Thì gồm có một dề này, hai này, ba, bốn, năm này, sáu, bảy này, tám, chín, tầm một chín 10 giờ thế này. Nói chung là một phần thế này, phần số 3 này với giá 120.000. Tiếp theo là tụi em thanh lý cái loại địa lan hạt đỉnh vàng với giá là 40.000 1 kg. Thì tụi em bán hàng kg, tuy nhiên thì các cái dề mà như thế này tụi em loại ra tụi em bán thanh lý. Nói chung là cô chú chị mua cái hàng kg nhà em thì cũng hết sức yên tâm ạ. Ví dụ như các cái thân như thế này tụi em cũng không có bao giờ bảo vào cái hàng của chúng chị hàng kg đâu ạ. Tụi em bán thanh lý. Thì thanh lý tuy nhiên là như thế này thì thật sự là cũng đơn mầm tơ bình thường của chúng chị ạ. Thì tụi em bán thanh lý có giá là 40.000 1 kg ạ. Đây là hành vàng. Tiếp theo là tụi em có cái gói combo gồm có 3 loại thôi, 3 loại với giá 200.000, bao gồm có tiêu hương đỏ hay với một tên gọi khác là giang thu. Tiếp theo là long nhãn hoặc là giáng hương tam màu sắc. Thì đầu tiên này, tiêu hương đỏ hay gọi là giáng thu này, bao gồm có một cây này, hai này, ba này, bốn cây này, năm cây này, sáu cây này, sáu bảy cây gì đó. Một phần thế này thì cái loại này thì hoa chi thiên của chúng chị tức là cái vòi hoa mọc ngược thế này và màu tím rất là đẹp. Gồm phần giáng thu này. Tiếp theo là hoàng thái long nhãn và giáng hương tam màu sắc. Thì cái phần giáng hương tam màu sắc của em xin phép lưu ý thế này, gồm có một cây này và hai cây lớn, tuy nhiên thì nó cũng hơi tương đối nó hơi 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 héo. Tuy nhiên thì cô chú chị về trồng thì nó cũng không ảnh hưởng gì đâu ạ. Hai cây thế này, hai cây to. Thì một phần thế này là 200.000 cái combo. Tiếp theo là em chuyển qua cái hoàng thảo tam màu sắc. Thì tụi em có một phần duy nhất thôi với giá là 70.000 là cô chú chị xuống tâm. Hoàng thảo tam màu sắc 70.000. Thì một phần thế này là 70.000. Thì cô chú chị cũng có thể trồng được chậu thế này, giỏ thế này. Thì cái loại này mùa này thì nó cũng đã bắt đầu lên cái mầm tơ này. Số hoàn toàn là một sách 70.000. Tiếp theo là tụi em có cái phần bán 80.000, bao gồm cái rau mực hay còn gọi là hàm lăng. Nói chung là hai cái loại này rất là giống nhau. Tụi em cũng đón đại rồi, nhưng mà rơi vào hai cái khả năng, một là lầu rau mực, hai là hàm lăng. Và cũng có một hai ba giờ gì đó miệng kính vạch. Thì nói chung là cái loại này hoa một số gì nó cũng đang hoa thế này. Và có một cái bụi, nói chung cái loại này thì tụi em cũng không có biết cái loại gì. Thì tụi em thì cái loại này hoa thế này của chú chị này. Thì cái loại này của chú chị về trồng thì nó xanh bương rồi, hoa nó cũng nhỏ. Thì một phần thế này tụi em bán với giá là 80.000 thôi ạ. Thì
Cảm ơn cô chú chị là quan tâm theo dõi ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ.